Bạn nào có nhu cầu mở game quân hàng Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop Kaligaming.vn. Đây là shop hàng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mở ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Hello mọi người, mình là Kali đây. Hôm nay là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mọi người ạ. Đó, thì nay mình lại tiếp tục làm video nóc xưởng thôi. Nhưng mà trước khi lên nóc xưởng là mình sẽ, mọi người biết mà, mình kiểu dạng hiện tại mình đang sưu tập cái thẻ vô cực này ấy, mọi người. Nay là ngày 30 tháng 4 rồi đúng không? 30 tháng 4 rồi thì chuẩn bị đổi sang thẻ vô cực mới rồi anh em ạ. Đấy, nên là nay là mình sẽ nâng cấp huy hiệu của mình lên 1, 2, 3, 4 để cho nó đẹp nhá mọi người nhá. Chắc là mình kiểu sưu tầm vài tháng nữa là thẻ vô cực của mình là sẽ đẹp rồi. Ok, thì đây là shop của mình, shop Kaligaming.vn người ạ. Đó, thì hôm nay là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì shop của mình đang x2 nạp thẻ đến ngày mùng 3 tháng 5 nhá anh em nhá. Anh em vào nhanh tay lên nhá anh em. Thì là mấy ngày lễ, dịp lễ này thì shop của mình nó ưu đãi vất cả nồi ra luôn ấy. Xong shop của mình tỷ lệ ra cực cao luôn. À, quay càng nhiều tỷ lệ trúng càng quà càng lớn anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ quay vòng quay 30 tháng 4. Đấy, cho nó chất chơi người rơi luôn anh em ạ. Ui, phát đầu tiên ra 1.000 kim cương luôn. Ui ôi, anh em nói gì đi, phát thứ 2.000 kim cương. Mình sẽ chơi lớn, quay 20.000 kim cương để mà rút nạp vào nick của mình 20.000 kim cương. Quay thẻ vô cực luôn nhá anh em nhá. Nani? Ấy, ôi, vừa nãy vừa nổ hũ 11.000 kim cương luôn á. Oh my god. Ok, thì bây giờ chắc là rút kim cương thôi. Bây giờ, vào phần rút kim cương xong rồi, chỉ cần viết ID vào thôi. Mình có hẳn 36.000 kim cương luôn anh em ạ. Copy ID nè. Xong bây giờ chỉ cần dán vào. A few minutes later. Đấy, anh em thấy kim cương vào nhanh không? Bây giờ là mình sẽ nâng cấp hết luôn anh em ạ. Hết là 9.500 kim cương. Tí kim cương vào mình sẽ nâng cấp tiếp. Nhưng mà mình cứ nâng cấp như này cho nhanh nữa anh em ạ. 1.000 à? 700 à? 700 là 11.000 rồi. Thôi cứ nâng cấp 500 trước đi. Cứ nâng cấp tiếp. Ok em ơi. Bây giờ là 797 rồi đúng không? Xíu nâng cấp tiếp. Tại vì hiện tại là 4 giờ đêm á. 4 giờ sáng, gần sáng rồi. Xíu ngủ dậy nâng cấp tiếp anh em. Chờ kim cương vào nick á. Ok. A few moments later. Xin tự giới thiệu, tên mình là Sama, dễ thương hoạt bát, là phong cách của mình. Bà ta đã ta đang vẻ thùng muốn hoạt lĩnh thì ta có đi. Chết này. Hello mọi người, mình là Kay đây. Ấy, thì nay là mình sẽ hóa thân thành Saitama lên nóc xưởng mọi người ạ. Saitama trên anime thì đấm một phát chết luôn. Saitama này rơi vào tay Kelly thì cầm súng mà bắn cả bản đồ thôi mọi người ạ. Saitama này mà rơi vào tay Kelly chỉ có là chơi bẩn thôi. Ok, thì nay mình tiếp tục lại chơi bẩn trên nóc xưởng mọi người ơi. Vừa mới nhảy xuống thôi có ngay 5 kill liền. Ủa, không phải gọi là đỉnh luôn. Vừa mới nhảy kiểu dạng ở trên cái hai cái núm vú này á thì có súng phải gọi là tuyệt vời luôn. Trận này thì không top 1 thì còn gì nữa mọi người ơi. Đó, hôm nay 30 tháng 4 chắc người đang đi chơi vừa xem video của mình đúng không? Ai ở nhà đắp chăn hoặc là chơi game như mình thì comment nào. Hôm nọ mình có làm video thử thách mặc bộ đồ phun hồng nhảy nóc xưởng ấy. Thì mọi người có comment là anh Kelly ơi, em thách anh Kelly lấy top 1 bằng chân. Phát trận rồi. Lấy top 1 bằng chân. Anh em cho mình quả thử thách chiến đấy. Ok luôn, hôm nào mình làm quả thử thách lấy top 1 bằng nít luôn anh em ạ. Nani? Thanh niên này rình làm cái gì đây? Chắc nghe tin Kelly trên nóc sửa này rình định đấm phát Kelly kiểu dạng cả kia ấy mà. Mình lên nóc sửa này mình bị đấm nhiều phát cả nồi ra. Kiểu dạng mình bị ao trình oát trình rồi á. Ngày xưa mình lên nóc sửa là mình gọi là trùm nóc sửa luôn. Không có ai đấm nổi mình luôn. Mình cân 3, cân 4 các kiểu trên nóc sửa này là chuyện bình thường. Thanh niên, đổng đít ra cho Kelly sở đít cái nào. Thanh niên áo trắng này ghê vậy. Ghê vậy. Non lắm. Tay không sao đấu lại súng được. Ảo thật đấy. Còn một tay kia ở trên là cái trụ này nữa anh em ạ. Từ. Mình tính. Đây rồi. Bò này lướt. Khá đu, bạn ấy là con gái mọi người ạ. Rồi, ok, đấy là top 1 trên nóc xưởng rồi mọi người ạ. Bây giờ là thiếu ở top 1 cả trận này nữa thôi.
Kelly cần tất Kelly Pro mà trùm thì vẫn gọi là trùm thôi anh em ạ. Tuy bắt trình một xíu nhưng mà cái tính chơi bẩn của mình nó vẫn ngấm trong máu. Có súng trên nóc xưởng thì gọi là còn gì bằng nữa, tuyệt vời, con cú mèo luôn anh em ơi. Chưa gì đã 9 kill rồi. Khá đủ. Có một thanh à. Chắc nghe tin mình ở trên nóc xưởng lại mò tới đây mà. Ta đây Kelly tiếp hết nhá. Trùng cam ép à anh em. Mớ của tên vượt cười vết cả đồi ra vậy. Thế là 10 kill luôn. Uầy, gọi trận này gọi là top 1 rồi. Trận này top 1 rồi em ơi. Quá chuẩn luôn. Thái tà ma đúng một phát chết luôn. Vào tay kê đi, cầm súng đi chơi bẩn. Ai 10 kill nhưng mà thôi, Kelly chơi bẩn từ ngày xưa rồi mà anh em. Mình mang tính từ mang tiếng từ ngày xưa rồi mà, nên là cứ chơi bẩn thôi anh em ạ. Không chơi bẩn kiểu gì cũng bị bắn chết. Ấy, không chơi bẩn thì anh em lại nhớ cơ, anh em cứ bảo Kelly chơi bẩn đi. Đồ thanh niên này gã chơi đấm phát chết luôn, không ngán một ai. Đây còn cầm súng thì gọi cả là dòng họ ra đây luôn. Ấy, WAZ Đê Khang. À, chắc thanh niên này là fan của anh Đê Khang trong quân đoàn WAZ đây mà. Ấy, 11 kill luôn rồi anh em ơi. Lâm sung xào rau, xào với la chanh, tông giam ăn mì, mì ngon ngon ngon. À, hình như mình thấy một người ở nhà này anh em ạ. Từ 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 má nhầm anh em, má nhìn nhầm chứ. Mắc rú luôn rồi. Trận này cố gắng lấy top 1 để tí mà còn đi chơi cho nó thoải mái. Còn 6 người trên bản đồ thôi anh em ạ. À đúng rồi, anh em có hỏi mình tại sao mình bắn đạn các kiểu á, không bao giờ hết đạn, đặt keo không bao giờ hết keo. Thì một người lên tạo phòng á, một người muốn chơi nóc xưởng này không, một người tạo phòng, một người biết tên phòng là nóc xưởng này, biết tên phòng nóc xưởng xong người tạo không giới hạn đạn này, mang vật phẩm này đó, xong không để mật khẩu nhé mọi người nhá. Anh em ở đấy muốn đấm nhau thì thấy cái tên nóc xưởng đấy là bấm vào thôi, bấm vào xong rồi chơi thôi. Đấy, anh em hiểu ý nhau là tự nhiên để nóc xưởng mà bắn nhau thôi. Quá chuẩn luôn. Đó là lý do anh em xem của mình bắn kiểu nhiều người chảy nóc xưởng với cả là đặt keo các kiểu không giới hạn là mình tạo phòng á anh em. Chứ không phải là chơi rank đâu, chơi rank thì nó sẽ không lên nóc xưởng đâu. Chơi rank thì 1-2 người lên nóc xưởng thôi. À đù, thanh niên này trông nhầm ổ kiến lửa rồi. Chạy mái mà không thấy người, bây giờ mới thấy người anh em ạ. Thôi thanh niên này xác định rồi, gặp phải Kelly thì gọi ra sảnh chờ thôi. Đấy. À, đây rồi. Ui, nó bắn đầu đấy. Từ từ nha, bình tĩnh. Trận này mà không top 1 Kelly đi bằng đít luôn. Đấy. Trận này không top 1 Kelly đi bằng đít luôn anh em ạ. Nhìn thanh niên này nhìn kiểu này có vẻ nguy hiểm ấy anh em ạ. Bắn có vẻ nguy hiểm ấy. Nhìn kiểu chạy kiểu dạng ngu thế này thôi. Không được khinh địch em ơi. Không được khinh địch. Chết này. Ôi. Con mẹ nó em ạ, vừa mới bảo không được khinh địch xong, vừa mới bảo ngu chọc vào ổ tính lửa luôn, bây giờ gặp kiểu dạng hay không bằng hên mọi người ạ. Công nhận hay không bằng hên luôn á, bắn một phát vào đầu mình luôn ạ. Trời ơi là trời, cay thế nhờ. Thôi rồi ta phải xa nhau. Chắc video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người. Nếu mọi người thấy hay, mọi người muốn có ý tưởng gì thì mọi người nhớ comment mèn xuống và like cho mình giúp một like nha. Ok, bye tất cả mọi người. Video này không được top 1 rồi, đi chơi không vui rồi anh em ơi. Anh em cũng đi chơi 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đi. Bye bye.